Mai Davika bị tố thái độ ngôi sao, chảnh chọe với Việt Nam tại sâu đạp gió. Nữ diễn viên người Thái Lan, Mai Davika đang là tâm điểm của sự chú ý tại sâu đạp gió 2024. Những chi tiết bên cạnh ứng viên Việt Nam, Sunny Hạ Linh khiến dân tình xôn xao khi cho rằng cô đang có thái độ hờ hững, không nhiệt tình. Là đối thủ nặng ký của Sunny Hạ Linh tại sâu đạp gió 2024 đang được diễn ra tại Trung Quốc. Ma nữ Mai Davika vừa khiến các fan dậy sóng khi có màn cover đầy cuốn hút trên nền nhạc Việt Nam là ca khúc duyệt của Hoàng Yến Chibi. Động thái này của Mai Davika khiến các fan Việt đồng loạt hưởng ứng, thích thú trước việc ma nữ cover dance nhạc Việt. Chính chủ Hoàng Yến Chibi cũng chia sẻ lại đoạn clip và dành lời cảm ơn Mai Davika trên trang cá nhân, thanh yêu so mắt Davika, cảm ơn rất nhiều Davika và được mỹ nhân Thái Lan tương tác lại. Màn giao lưu qua lại của hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Tuy nhiên sau hành động này, thì Mai Davika lại bất ngờ bị fan soi ra được chi tiết cô hờ hững với Sunny Hạ Linh. Cụ thể dù cả hai thường xuyên có những tương tác thân mật trong hậu trường, nhưng nữ diễn viên lại dính nghi vấn vừa bơ đẹp Sunny Hạ Linh trên mạng xã hội. Cụ thể, Sunny Hạ Linh đã follow Mai Davika ở Instagram nhưng ở phía ngược lại, nữ diễn viên người Thái chưa tương tác lại với đại diện Việt Nam. Nhiều fan nhận định Mai Davika xem thường thí sinh Việt Nam, thái độ ngôi sao có ý kiến cho rằng mai cũng chưa follow các thí sinh đạp gió khác chứ không chỉ riêng suni hạ linh và hành động nhỏ này cũng không thể đê ánh ra hết được mối quan hệ giữa cô với các chị đẹp khác hiện tại các thí sinh còn trụ lại vẫn tích cực tập luyện để hoàn thành những màn biểu diễn cuối cùng dù thời gian tham gia chương trình khá ngắn ngủi nhưng tất cả chị đẹp đều đang tận hưởng hết mình cùng hội bạn mới và chắc chắn đây sẽ trở thành một trong những kỷ niệm khó quên của họ trước đó mai davika đã từng nhiều lần có dịp đến việt nam qua nhiều lời mời công việc Cô thường xuyên bày tỏ niềm yêu thích đến con người và ẩm thực Việt Nam. Tháng 9 năm 2023, khi có dịp dự một fashion show trở về Thái Lan lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất, cô đã có bài đăng gây bão khi khoe ăn phở, khen tấm tắc về món ăn này của Việt Nam. Người đẹp gốc Thái gọi phở bò trong nhà hàng ở sân bay. Menu nhà hàng có giá từ khoảng 60.000 đến 130.000 đồng gồm các món phở bò, gỏi cuốn. Tôi yêu Việt Nam. Đây chỉ là một chuyến đi ngắn nhưng đầy kỷ niệm đẹp. Cảm ơn vì màn chào đón ấm áp, Davika viết trên trang cá nhân và bày tỏ mong muốn quay lại Việt Nam. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích và hàng nghìn lượt bình luận. Phần lớn fan Việt tỏ ra thích thú với trải nghiệm của thần tượng và hy vọng cô còn quay lại Việt Nam thêm nhiều lần. Davika Hon hay còn được biết đến với nghệ danh Mai Davika, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1992. Cô được mệnh danh là ma nữ đẹp nhất màn ảnh nhờ vai diễn me nác trong phim Tình Người Duyên Ma. Ngoài Sunny Hạ Linh và Sơn Tùng MTP, Mai Davika cũng nhiều lần tương tác với các sao Việt khác. Năm 2018, cô trở thành nữ chính trong MV chạy ngay đi của Sơn Tùng MTP. Chính vì vậy, khi tham gia đạp gió, Davika được đê, ánh giá là nhân tố nổi bật về vi rùa của chương trình. Gần đây nhất, màn đọ sắc của cô với Thư Kỳ và Hồ Ngọc Hà đã gây xôn xao mạng xã hội. Hiện Mai Davika đang vô cùng được chú ý ở sâu đạp gió lý do là trước khi đến hồ nam tham dự sâu thực tế này mai davika đã là ngôi sao hạng a tại thái lan theo truyền thông thái lan mai davika là một trong sáu diễn viên có các c cao nhất xứ chùa vàng do đó ma nữ đẹp nhất thái lan xuất hiện ở một chương trình cứu vớt sự nghiệp của các ngôi sao nữ như đạp gió rất gây chú ý